Hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Tà Bóng Đá. Và ngày hôm nay, hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo cả cái trận đấu tại vòng loại C1 giữa Lacana với Midtjylland. Có thể thấy rằng, so với trình độ thì Lacana đã tỏ ra khá thua kém trước đối thủ của mình rất nhiều. Vậy thì trong trận đấu lần này thì kết quả có thể diễn ra một cách bất ngờ hay không? Ngay bây giờ hãy cùng theo chân Tà Bóng Đá phân tích kỹ hơn trong video ngày hôm nay. Và anh em nhớ để lại comment của mình ở dưới phần bình luận cùng với chúng tôi nhé. Xin chào anh em, hôm nay chúng ta soi kèo trận đấu giữa Lacana gặp Midtjylland diễn ra lúc 22:30 ngày 26 tháng 7 tại vòng sơ loại của Champions League. Lacana là đội đến từ đảo Sip và có thuộc nền bóng đá kém phát triển. Tuy nhiên trận lượt đi họ có màn thể hiện rất tốt trước Midtjylland. Thứ may mắn là có một trận thắng chứ không chỉ là một trận hòa ở lượt đi. Về phía đội khách Midtjylland thì họ được đánh giá vượt trội về trình độ. Tuy nhiên lượt đi vừa qua họ gặp rất nhiều khó khăn, không tạo nhiều cơ hội đáng chú ý. Có vẻ các cầu thủ Midtjylland vẫn chưa bắt nhịp ở mùa giải mới. Điều này sẽ khiến họ có một chuyến hành quân khó khăn đến sân của Lacana. Mức tài xỉu hiệp 1 một hòa cả trận 2,5. Với kết quả hòa một đều ở lượt đi thì Lacana sẽ chủ động chọn lối chơi phòng ngự chắc chắn. Dù được chơi sân nhà, mục tiêu của họ sẽ là cầm hòa để có thể tiến đến loạt chấm luân lưu bởi đối thủ tỏ ra vượt trội về cả thực lực. Còn về phía Midtjylland, họ đang bế tắc ở trong giai đoạn này. Hàng công rất khó ở trong việc ghi bàn. Chúng tôi nghĩ rằng việc chọn cửa xỉu là một lựa chọn hợp lý. Mức chấp nhà cái đưa ra là Midtjylland chấp Lacana 0,5 trái. Chúng ta có thể thấy rằng mức chấp ở trận lượt đi là cao hơn, tuy nhiên ở trận lượt về thì nó giảm như thế này, cho thấy là nhà cái nghi ngờ về chuyên môn của Midtjylland. Thực tế thì Lacana họ đang chọn lối chơi phòng ngự phản công rất hiệu quả. Nếu chơi không tập trung thì Midtjylland hoàn toàn có thể dính phải đòn hồi mãn thương của đối thủ. Chúng tôi nghĩ rằng trong trận này, việc chọn cửa dưới Lacana có thể là lựa chọn hợp lý hơn. Dự đoán hai đội hòa nhau một đều. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những bản soi kèo hay và hấp dẫn trong và ngoài nước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.